Hội chứng viêm vú, viêm tử cung bất sữa thường được gọi là MMA là một trong những nguyên nhân chính gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho các trại heo. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sinh sản và giảm trọng lượng của heo con cai sữa, tăng tỷ lệ chết ở heo con do sữa mẹ không đạt chất lượng hoặc bị mất sữa. Triệu chứng khi heo nái mắc viêm vú, viêm tử cung mất sữa: sốt cao 40 đến 41 độ C, con vật mệt mỏi, bỏ ăn giảm uống nước, bầu vú sưng, viêm, sờ vào thấy cứng và nái có biểu hiện đau, âm đạo chảy dịch có mủ, có màu trắng đục, mùi tanh và hôi thối. Heo con gầy, da khô, lông dựng lên và đa số bị tiêu chảy. Biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh: lên kế hoạch chăm sóc heo nái đẻ phù hợp, có biện pháp giảm hoặc chống stress, sát trùng chuồng trại định kỳ, sử dụng sản phẩm RTD Clashimox trong điều trị bệnh với nhiều đặc điểm ưu việt như ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất và bào chế huyễn dịch giúp sản phẩm RTD Clashimox có độ ổn định cao, hấp thu nhanh, tác dụng mạnh và kéo dài. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của amoxicillin và axit clavulanic, là kháng sinh ức chế vi khuẩn lên men beta-lactam có tác dụng đối với vi khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa và niệu sinh dục. Axit clavulanic có trong sản phẩm với tỷ lệ tối ưu giúp amoxicillin mở rộng phổ kháng khuẩn một cách hiệu quả đối với nhiều vi khuẩn thông thường đã kháng lại amoxicillin, kháng các penicillin khác và cephalosporin. Đặc biệt sản phẩm an toàn với nái mang thai và nái đang cho con bú. Ngoài ra sản phẩm còn có công dụng trong điều trị các bệnh, đặc trị các bệnh viêm nhiễm ở trâu, bò, bê, cừu, heo do vi khuẩn gờ giam âm và gờ giam dương gây ra như nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, bao gồm viêm ruột, nhiễm khuẩn đường hô hấp, bao gồm viêm phổi, nhiễm khuẩn đường niệu sinh dục, bao gồm viêm bàng quang và viêm tử cung, viêm nhiễm da và mô mềm bao gồm các vết thương, áp xe, nhiễm trùng chân, viêm khớp và viêm rốn. Phòng ngừa các viêm nhiễm mạo phẫu bằng cách tiêm trước giải phẫu. Sử dụng sản phẩm hiệu quả trong phòng và điều trị bệnh theo điều khuyến cáo của nhà sản xuất như sau: cần lắc kỹ trước khi sử dụng sản phẩm, tiêm bắt một liều duy nhất. Đối với gia súc, heo, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, dùng 1ml trên 10kg thể trọng. Trường hợp bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 48 giờ. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc. Mọi thông tin sản phẩm bà con vui lòng truy cập website www.rtd.com.vn hoặc liên hệ hotline 0977 418 656 hoặc 0913 540 810 để được tư vấn.